Nga tiếp tục phản công Ukraine trên khắp vùng Kursk, chuẩn bị điều động thêm binh sĩ tạo thành một nhóm lực lượng có khả năng tiến hành chiến dịch quy mô lớn. Ngoài ra, số tàu chiến Nga trên Biển Đen tăng bất ngờ. Ukraine đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Mới đây nhất, Nga đã thu được một bản đồ căn cứ quân sự bí mật bị quân đội Mỹ để quên trong chiếc xe chiến đấu Bradley mà họ chuyển đến Ukraine. Trong khi đó trên chiến trường, chiến thuật tấn công của UAV cảm tử Geran-2 Nga thay đổi chóng mặt, dồn dập tấn công các mục tiêu trên đất Ukraine. Đặc biệt, Nga đã bắt đầu sản xuất máy bay không người lái UAV tấn công tầm xa mới, được cho là sử dụng động cơ và linh kiện của Trung Quốc. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Hơn một tháng kể từ khi Ukraine tiến hành chiến dịch đột phá chưa từng có vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk, quân đội Nga đã bắt đầu phản công ồ ạt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, ISW tiếp tục theo dõi các cuộc phản công của Nga ở vùng Kursk, nhưng vẫn chưa quan sát thấy các hoạt động chiến đấu quy mô lớn, cho thấy Moscow đã phát động một chiến dịch phản công phối hợp quy mô lớn nhằm đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine khỏi khu vực. Một cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ ở Kursk rất có thể sẽ đòi hỏi nhiều nhân lực và trang thiết bị hơn so với những gì Nga đã tập trung ở khu vực này, đặc biệt là nếu hầu hết các đơn vị đã triển khai đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Lực lượng đổ bộ đường không VDV tinh nhuệ của Nga gần đây đã được tái triển khai tới Kursk, đóng vai trò trụ cột trong chiến dịch phản công sau khi rút khỏi các mặt trận khác ở miền đông Ukraine. Điều này cho thấy các chỉ huy quân đội Nga có thể đang tìm cách triển khai các đơn vị tinh nhuệ hơn hoặc sẵn sàng chiến đấu hơn để giành lại lãnh thổ. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovet cho biết có từ 33.000 đến 35.000 binh sĩ Nga ở khu vực Kursk. Trong khi đó, ông Zelensky tiết lộ các chỉ huy quân đội Nga có ý định tập trung 60.000 đến 70.000 quân ở khu vực Kursk, nhiều hơn đáng kể so với 50.000 binh sĩ mà các quan chức Mỹ ước tính Moscow sẽ cần để đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực Kursk. Quân đội Nga chắc chắn sẽ buộc phải tái triển khai các đơn vị đã tham gia vào các hoạt động tấn công hoặc lực lượng dự bị tác chiến từ miền đông Ukraine đến khu vực Kursk để thành lập các đơn vị sẵn sàng chiến đấu cần thiết để tiến hành một chiến dịch phản công lớn và sau đó bảo vệ biên giới khỏi bị xâm nhập. Ở một diễn biến khác, Hải quân Ukraine cho biết Nga đang đưa tàu chiến tới Biển Đen và hiện ở đây đang có 16 tàu, bao gồm cả tàu mang tên lửa hành trình Kalib. Ngược lại, không có tàu chiến nào của Nga hiện diện tại biển Azov. Các lực lượng Ukraine cho biết rằng trong vòng 24 giờ qua đã có nhiều tàu Nga đi qua eo biển Kerch, Crimea, trong đó 3 tàu đến Biển Đen, rồi tiếp tục di chuyển về hướng eo biển Bosphorus, 8 tàu đến biển Azov, trong đó 5 tàu di chuyển từ eo biển Bosphorus. Đây là sự gia tăng đáng kể số tàu Nga ở Biển Đen. Trong những tháng gần đây, Nga đã triển khai từ 4 đến 5 tàu chiến tại khu vực này. Lần gần nhất có số tàu khá đông là hơn 10 tàu chiến được triển khai vào đầu tháng 2 năm 2024. Ukraine đã tăng cường tấn công vào các tàu Nga hiện diện trên Biển Đen và khá thành công trên mặt trận này. Có những tàu chiến lớn của Nga đã bị xuồng không người lái của Ukraine đánh trúng và phải rút đi. Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ Tổng tham mưu Tình báo Quốc phòng Ukraine đã cử nhóm đổ bộ gồm 14 tàu tuần tra Ulat Seaford của Mỹ với các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải quân Ukraine định chiếm một giàn khoan của Nga trên Biển Đen. Lực lượng hạm đội Biển Đen và các quân nhân Nga đã đánh chìm 8 tàu tuần tra và tiêu diệt khoảng 80 chiến binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine. 6 tàu tuần tra của Ukraine đã rút lui. Sputnik đưa tin quân đội Nga đã phát hiện một bản đồ căn cứ quân sự Mỹ tại Fort Irwin bị quân đội Mỹ để quên tại một trong những xe chiến đấu Bradley mà họ chuyển đến Ukraine và sau đó đã bị bắt giữ tại Kupiansk, phía đông tỉnh Kharkov. Fort Irwin là một trong những trung tâm huấn luyện quân sự lớn nhất tại Mỹ, nằm ở sa mạc Mojave tại bang California, nơi binh sĩ được đào tạo để vận hành xe bọc thép như một phần của các lữ đoàn. Ngoài ra, tài liệu bản đồ này chỉ ra các tuyến đường di chuyển của xe bọc thép Mỹ, nơi trú ẩn, bãi đáp và các chi tiết khác. Thông thường tại cơ sở này, binh sĩ được huấn luyện để hành động chống lại kẻ thù tiềm tàng trong điều kiện gần với chiến đấu trên thực địa. Trước đây, các hoạt động quân sự đã được thực hành ở đây, sau đó được tiến hành trên thực địa ở Iraq và Afghanistan. Bây giờ, xét theo bản đồ, quân đội Mỹ đang huấn luyện trong các điều kiện mô phỏng khu vực của một hoạt động quân sự của Nga. Ngoài ra, theo nguồn tin, gần đây Ban Quản lý Trung tâm Fort Irwin đã công bố tuyển dụng những người nói tiếng Nga và có kỹ năng nhập vai. Kể từ khi bùng nổ xung đột ở Ukraine, Mỹ đã cung cấp cho Kiev hơn 300 xe Bradley. một số lượng lớn trong số những xe này đã bị lực lượng Nga phá hủy trên chiến trường Ukraine. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Ukrinform, công tác chuẩn bị cho việc thành lập lữ đoàn Ukraine tại Ba Lan đang được Bộ Quốc phòng của hai nước hoàn thiện. Ukrinform cho biết thông tin này được Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha và người đồng cấp Ba Lan Radoslav Sikorski công bố tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev vừa qua. Ông Sibiha nhắc lại thỏa thuận an ninh song phương có một điều khoản quy định về hợp tác đào tạo một đơn vị tình nguyện viên Ukraine sống ở nước ngoài. Ông Sibiha nói, để điều này trở nên thiết thực, Bộ Quốc phòng phải thực hiện các bước chuẩn bị và hiện công tác này đang ở giai đoạn hoàn thiện. Sau khi toàn bộ công tác chuẩn bị hoàn tất, điều này sẽ trở thành hiện thực thiết thực. Về phần mình, Ngoại trưởng Sikorski nhấn mạnh, chúng tôi đã đạt được tiến triển trong vấn đề này. Ba Lan sẵn sàng huấn luyện lữ đoàn Ukraine bằng kinh phí của chúng tôi. UAV cảm tử Geran-2 được Nga chế tạo theo nguyên mẫu Shahed-136 của Iran nhưng đã cải tiến lớn. Cụ thể, trần bay của loại UAV này hiện tăng vọt lên đến 2.000 m, gây khó khăn cho hệ thống phòng không đối phương. Cụ thể, độ cao hoạt động tăng thêm gấp nhiều lần của những máy bay không người lái UAV tấn công cảm tử Geran-2 thuộc lô sản xuất mới của Nga, khiến các tổ phòng không tầm thấp vốn chỉ trang bị súng máy của lực lượng vũ trang Ukraine khó lòng với tới. Theo ghi nhận, các UAV tấn công cảm tử Geran-2 trong những tháng qua thường hoạt động ở độ cao từ 1,5 đến 2 km, tức là gấp 10 lần so với trước kia. Thực tế trên khiến các binh sĩ thuộc đơn vị chống UAV của Ukraine gặp vô vàn khó khăn. Những chiếc Geran-2 trước kia thường chỉ bay với độ cao 100 đến 200 m, khiến chúng dễ bị bắn hạ bởi pháo phòng không và súng máy hạng nặng. Mặc dù vậy, hiện nay các loại vũ khí nói trên đã mất đi tính hiệu quả khi trần hoạt động của Geran-2 tăng vọt. Trong suốt thời gian xung đột nổ ra, máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga không ngừng được nâng cấp. Điều này đặt ra những thách thức mới cho lực lượng vũ trang Ukraine mà không phải lúc nào họ cũng đủ khả năng giải quyết. Có vẻ như giải pháp đơn giản là lập tổ phòng không cơ động, cố gắng bắn hạ UAV cảm tử Nga bằng pháo cao xạ và súng máy hạng nặng chỉ phát huy tác dụng tạm thời. Ngay sau khi các nhà thiết kế Nga tăng độ cao bay của chiếc Geran-2, toàn bộ các đội phòng không cơ động của quân đội Ukraine trên thực tế đã mất hoàn toàn tác dụng. Theo ấn phẩm Forbes của Mỹ, mới đây, Nga đã sử dụng hơn 400 UAV Geran-2 để tấn công các mục tiêu trên đất Ukraine. Trong khi đó, theo thống kê cả tháng 8, những chiếc máy bay không người lái cảm tử này đã thực hiện 800 phi vụ. Đồng thời, Nga không chỉ tăng cường sản xuất vũ khí tầm xa mà còn thay đổi chiến thuật sử dụng chúng. Cách đây một thời gian, Geran-2 đã bay tới mục tiêu ở độ cao rất thấp để tránh bị radar đối phương phát hiện. Chiếc UAV được cho là bay dọc theo lòng sông để né tránh hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine. Đối diện thực tế trên, lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu sử dụng một phương pháp mới để phát hiện những chiếc UAV tấn công cảm tử này khi hàng nghìn micro đã được lắp đặt trên khắp đất nước. Thiết bị trên sẽ theo dõi máy bay không người lái cảm tử dựa trên âm thanh đặc trưng của động cơ vẫn được mệnh danh là mô tô bay, truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy hệ thống phòng không để thiết lập các tuyến đường và mục tiêu dự định của UAV Nga. Điều này cho phép chuẩn bị tốt hơn cho việc đánh chặn. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, loại máy bay không người lái cảm tử này đã bắt đầu bay qua lãnh thổ Ukraine ở độ cao lớn và chỉ lao xuống mục tiêu khi tiếp cận. Nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Nga đã sản xuất một loại UAV cảm tử tên là Gapia A1 bằng động cơ Trung Quốc từ năm ngoái và triển khai tại xung đột Ukraine. Trong tài liệu tình báo khai thác được bao gồm hợp đồng sản xuất, quy trình sản xuất và các thông tin tài chính, có thể thấy EMZ Kupol, một công ty con của nhà sản xuất vũ khí Nga Almaz Ante, đã sản xuất hơn 2.500 chiếc Gapia từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024. Hai nguồn tin tình báo cho biết Gapia có nghĩa là Harpy trong tiếng Nga đã được triển khai chống lại các mục tiêu quân sự và dân sự ở Ukraine, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như thương vong. Samuel Bennett, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh New America, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington DC, nói với Reuters rằng Gapia, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu sự chuyển dịch của Nga khỏi các thiết kế máy bay không người lái tầm xa của Iran. Ông nhận định, nếu thông tin là đúng, có thể hiểu rằng Nga hiện dựa nhiều hơn vào sản xuất nội địa cũng như Trung Quốc. Cả hai bên trong cuộc xung đột đều phụ thuộc vào nhiều thành phần của Trung Quốc để sản xuất UAV. Iran đã cung cấp hơn 1.000 UAV cảm tử Shahed cho Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng 5 năm ngoái, Chúng được sử dụng để làm hao mòn hệ thống phòng không của Ukraine cũng như tấn công cơ sở hạ tầng ở xa tiền tuyến. Iran đã nhiều lần phủ nhận việc gửi UAV đến Nga để sử dụng ở Ukraine. Gapia rất giống với Shahed nhưng có một số đặc điểm nổi bật, bao gồm cánh đuôi lắp bu lông và động cơ Limback L550E, cơ quan tình báo châu Âu thông tin cho Reuters. Động cơ này ban đầu được một công ty Đức thiết kế và sản xuất, hiện được một công ty tên là Siemens Limback sản xuất tại Trung Quốc. Các nguồn tin tình báo còn cho biết một nhà máy xi măng cũ nằm ở Izhevsk, Cộng hòa Udmurt, miền Tây nước Nga, được Kupol mua lại vào năm 2020, đang được sử dụng để sản xuất máy bay không người lái. Bendet cho biết 2.500 UAV mỗi năm sẽ chiếm một phần đáng kể trong sản lượng của Nga. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết vào tháng trước rằng Nga đã bắn gần 14.000 UAV kể từ tháng 2 năm 2022, bao gồm nhiều Shahed của Iran cũng như UAV Geran-2 và Lancet do Nga sản xuất. Gapia có trọng lượng cất cánh dưới 300 kg và tầm bay tối đa 1.500 km, theo hợp đồng sản xuất giữa Kupol và Bộ Quốc phòng Nga, khá giống với UAV Shahed-136 của Iran. Tờ Washington Post đưa tin vào tháng 8 rằng Nga đặt mục tiêu tăng sản lượng phiên bản Shahed-136 trong nước, được gọi là Geran-2, tại một nhà máy ở khu kinh tế đặc biệt Alabuga, Tatarstan. Vào tháng 4, Ukraine cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào một nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại Alabuga. Kể từ khi Moscow tiến hành hoạt động quân sự tại Kiev hồi tháng 2 năm 2022, châu Âu đã tìm các nguồn cung khí đốt dài hạn khác, trong đó có Na Uy và khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Mỹ. Lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của châu Âu đã giảm hơn 90%. Tập đoàn Gazprom đã phải trả giá đắt khi công bố khoản lỗ ròng là 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Năm ngoái, Nga đã xuất khẩu 14,6 tỷ mét khối dầu qua Ukraine, giảm gần 2/3 so với mức 41,6 tỷ mét khối vào năm 2021. Mặc dù Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thỏa thuận vận chuyển, nhưng Tổng thống Zelensky lại tuyên bố sẽ loại Nga khỏi mạng lưới vận chuyển của nước này. Trong khi đó, về phía Ukraine, chính phủ có thể mất đi một nguồn doanh thu quan trọng và làm tăng thêm sự bất ổn trong nguồn cung năng lượng của châu Âu vào mùa đông năm nay. Ông James Hill, giám đốc điều hành của MCF Energy, Anh, nhận định Tổng thống Ukraine Zelensky đã cứng rắn cắt đứt sự phụ thuộc cuối cùng vào Moscow bằng cách chặn đường ống dẫn khí đốt. Mặc dù đây là động thái mạnh mẽ và đúng hướng, nhưng nó cũng đặt ra một thách thức lớn mà châu Âu phải đối mặt bởi nguồn cung khí đốt của khu vực có thể gặp rủi ro. Lượng khí đốt từ Nga chảy qua Ukraine đến châu Âu chỉ cung cấp chưa đến 5% nguồn cung cho châu lục này. Tuy nhiên, việc không gia hạn thỏa thuận không chỉ làm ảnh hưởng đến vị thế là một đường ống dẫn khí đáng tin cậy của Ukraine mà còn khiến đất nước có nguy cơ mất 800 triệu đô la Mỹ một năm tiền phí vận chuyển. Theo Bloomberg, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết đất nước đã tổ chức các cuộc đàm phán về vận chuyển với Azerbaijan, quốc gia cung cấp khí đốt cho 8 nước châu Âu, nhưng hiện vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào. Các thỏa thuận với Kazakhstan và các nhà cung cấp khác ở Trung Á cũng có thể là phương án khả thi, nhưng thời gian không còn nhiều. Ông German Galushchenko nhấn mạnh cả Kiev và châu Âu cần thực hiện một cách tiếp cận mạnh mẽ trước và sau khi hợp đồng quá cảnh khí đốt với Moscow hết hạn để đảm bảo an ninh năng lượng và sự ổn định. Đây cũng là cách để bảo vệ chính mình khỏi sự trả đũa của chính quyền Nga nếu thỏa thuận không được gia hạn. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo tờ Wall Street Journal, thành phố Springfield, bang Ohio đã phải sơ tán trường tiểu học và đóng cửa trường cấp 2 sau khi liên tục bị đe dọa đánh bom. Trước đó, tòa thị chính Springfield cũng đã phải đóng cửa vì các lời đe dọa. Những nguy cơ an ninh trên xuất hiện sau khi thành phố này bị cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra làm ví dụ về tác hại của người nhập cư trong cuộc tranh luận Tổng thống với bà Kamala Harris hôm 10 tháng 9. Khi ấy, ông Trump khẳng định trên sóng truyền hình, tại Springfield, những người mới đến đang ăn thịt chó, thịt mèo. Họ ăn thú cưng của những người dân sống ở đây từ lâu. Những khẳng định trên đã đẩy thành phố nhỏ với dân số chỉ 59.000 người vào trung tâm sự chú ý. Từ năm 2020 đến nay, Springfield đã tiếp nhận khoảng 15.000 người nhập cư Haiti đến sinh sống. Phần đông số này là những người nhập cư hợp pháp. Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của họ đã khiến các nguồn lực của thành phố này cạn kiệt. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đang làm việc với cảnh sát địa phương để xác định nguồn gốc của lời đe dọa đánh bom. Hiện chưa rõ thư đe dọa này có liên quan thuyết âm mưu về người nhập cư Haiti ngược đãi thú cưng hay không, trong bối cảnh thông tin này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhà Trắng đã lên án tuyên bố của ông Trump, cho rằng điều này gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đảng Dân Chủ cũng chỉ trích ông Trump và ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Ohio James David Vance lan truyền thuyết âm mưu khiến công chúng sợ hãi với người nhập cư nhằm đạt mục đích của chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, Chánh văn phòng Springfield, ông Brian Hickey đã bảo vệ thành phố trước thông tin sai lệch trong một video được đăng trên Facebook vào chiều 11 tháng 9. Ông Hickey nói, thật đáng thất vọng khi một số câu chuyện xung quanh thành phố của chúng ta bị bóp méo bởi thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội và còn bị khuếch đại bởi luận điệu chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống đầy căng thẳng hiện tại. Ông Hickey cho biết, thành phố đã đạt tiến bộ về kinh tế, công nghiệp và phát triển, một phần nhờ vào sự gia tăng dân số, bao gồm người nhập cư. Ông cũng nói rằng, tốc độ gia tăng dân số đã gây ra những thách thức, nhưng không liên quan đến thông tin sai lệch đang được lan truyền. Ông Hickey nói, những tin đồn này sẽ không làm chúng ta phân tâm khỏi việc giải quyết những áp lực thực sự lên các nguồn lực của chúng ta, đề cập đến các trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe và lực lượng ứng phó khẩn cấp. Mới đây, chính phủ Mỹ đã có quyết định mới về việc tăng thuế đối với xe điện và một số loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của quá trình xem xét kéo dài hơn 2 năm đối với thuế quan do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Cụ thể, thuế đánh vào xe điện của Bắc Kinh sẽ tăng gấp 4 lần lên 100%. Thuế đối với pin lithium-ion tăng từ 7,5% lên 25%. Thuế đối với các sản phẩm nhôm thép cũng tăng từ mức 0% hiện nay lên 7,5% vào ngày 27 tháng 9. Trong bài phát biểu, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai nêu rõ, chính sách thuế quan nói trên phản ánh cam kết của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2024, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các mức thuế này với ý định sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, quyết định này đã được hoãn lại do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR cho biết việc nghiên cứu, đánh giá, bình luận của công chúng mất thời gian hơn so với dự tính. Bà Lael Brainard, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng cho biết, quyết định thuế quan mới được đưa ra để đảm bảo rằng ngành công nghiệp xe điện Washington có khả năng đa dạng hóa và không bị phụ thuộc vào chuỗi cung ứng thống trị của Bắc Kinh. Bà Bernard khẳng định, chính sách thuế quan cứng rắn có mục tiêu như vậy là cần thiết. Quyết định trên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ chính các ngành công nghiệp nội địa Mỹ. Một số ý kiến cho rằng việc tăng thuế sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng, bao gồm cả các sản phẩm sử dụng nhiều chất bán dẫn, tức chip, trong khi không có hiệu quả giúp ngăn chặn hoạt động chuyển giao công nghệ sang Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Công nghệ Thông tin Mỹ Jason Osman phàn nàn, kể từ khi áp dụng các chính sách thuế hà khắc, tổng thiệt hại mà các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải chịu ước tính đã lên đến 221 tỷ đô la Mỹ. Ông nói, một lần nữa Nhà Trắng đang dựa vào công cụ thuế quan thô sơ và không hiệu quả, cũng như không có bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Động thái áp thuế cao hơn của Nhà Trắng diễn ra khi cuộc đua bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút. Cả hai ứng cử viên tổng thống là Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của các cử tri tại các tiểu bang được coi là đại bản doanh của các hoạt động công nghiệp như sản xuất ô tô và thép. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến các cuộc xung đột trong khu vực, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA mới đây đưa tin, nước này đã phóng thành công một vệ tinh nghiên cứu vào quỹ đạo bằng một tên lửa do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC chế tạo. Theo IRNA, vệ tinh Chamran-1 có trọng lượng 60 kg và đã đạt tới quỹ đạo 550 km trong không gian. Nhiệm vụ chính của vệ tinh này là thử nghiệm phần cứng và phần mềm không gian. Hiện tại, các trạm trên mặt đất đã nhận được tín hiệu từ vệ tinh. IRNA cho biết thêm, tên lửa mang vệ tinh Quaem-100 sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế và chế tạo bởi bộ phận hàng không vũ trụ của IRGC. Iran sẽ phóng đồng loạt thêm 13 vệ tinh nữa. Vụ phóng vệ tinh của Iran vừa qua diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, khi Iran đe dọa thực hiện các vụ trả đũa quân sự với Israel liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas trên lãnh thổ của nước này. Hồi đầu năm, Iran cũng đã phóng thành công 3 vệ tinh vào không gian. Đây là các vệ tinh mới nhất trong chương trình mà phương Tây cho rằng giúp cải tiến tên lửa đạn đạo của Tehran. Theo truyền hình nhà nước Iran, các vệ tinh được phóng hồi tháng 1, bao gồm Mada, Kayhan-2 và Hatep-1. Mada là một vệ tinh nghiên cứu, trong khi Kayhan và Hatep là các vệ tinh nano tập trung vào định vị và liên lạc toàn cầu. Trước đó, đã có 5 lần phóng thất bại liên tiếp của chương trình Smoke, một loại tên lửa mang vệ tinh do Iran sản xuất. Smoke là tên lửa 2 tầng sử dụng nhiên liệu lỏng mà Iran mô tả là được thiết kế để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo thấp của trái đất. Mỹ trước đây cáo buộc các vụ phóng vệ tinh của Iran đã thách thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi Tehran không thực hiện hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đã hết hạn vào tháng 1 năm 2023. Dưới thời cựu Tổng thống Hassan Rouhani, Iran đã chậm lại chương trình không gian vũ trụ vì sợ làm gia tăng căng thẳng với phương Tây. Tuy nhiên, kể từ đó, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà ông Rouhani cùng các cường quốc thế giới ký kết đã sụp đổ và căng thẳng với Mỹ đã sôi sục trong nhiều năm. Báo Daily Sabah hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, MIT, Ibrahim Kalin, đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của phong trào Hamas tại thủ đô Ankara nhằm thảo luận về tình hình xung đột giữa Israel và Hamas. Tờ báo tiết lộ, cuộc gặp tập trung thảo luận về cách thức đặt lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, cũng như các bước cụ thể để mở đường cung cấp hàng hóa viện trợ cho người dân Palestine ở dải Gaza, nơi đang chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do xung đột. Nguồn tin của Daily Sabah không nêu tên đại diện Hamas tại cuộc họp. Thủ lĩnh chính trị cao nhất của Hamas hiện nay là ông Yahya Sinwar. Ông này nhậm chức sau khi người tiền nhiệm Ismail Haniyeh thiệt mạng trong vụ tấn công ám sát ở thủ đô Tehran của Iran hồi cuối tháng 7 năm 2024. Theo Daily Sabah, cuộc gặp gỡ ở Ankara đã diễn ra xây dựng và tích cực. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thái độ không thể hòa giải của Israel là yếu tố cản trở các bên đạt thỏa thuận và bày tỏ chia sẻ với những mất mát của người Palestine ở dải Gaza. Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian rơi vào ngõ cụt, với một trong những nguyên nhân chủ yếu là do Israel không đồng ý rút quân khỏi hành lang Philadelphia. Theo đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi đầu tháng này khẳng định rằng việc rút khỏi hành lang Philadelphia, tuyến biên giới quan trọng giữa Gaza và Ai Cập, là một ranh giới đỏ mà Israel không thể vượt qua. Quyết định này đánh dấu một động thái gây tranh cãi khi nó đi ngược lại với những nỗ lực quốc tế trong việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và giải thoát các con tin Israel bị Hamas bắt giữ. Theo Thủ tướng Netanyahu, hành lang Philadelphia là con đường vận chuyển chính của Hamas để nhận vũ khí và vật liệu xây dựng. Ông Netanyahu khẳng định việc kiểm soát khu vực này mang lại cho Israel tính hợp pháp sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông Netanyahu nhấn mạnh, sẽ không có thỏa thuận nào mà chúng tôi rút khỏi khu vực biên giới này với Ai Cập, một khu vực vô cùng quan trọng đối với sức mạnh quân sự của Hamas. Lưu ý rằng, việc duy trì kiểm soát hành lang này là thiết yếu để ngăn chặn Hamas củng cố sức mạnh và tiếp tục các hoạt động thù địch chống Israel. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Netanyahu mâu thuẫn trực tiếp với các quan chức Mỹ, những người đã kêu gọi Israel rút quân khỏi khu vực này như một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Washington nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải bao gồm việc rút hoàn toàn quân đội Israel khỏi hành lang Philadelphia nhằm giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện cho việc thả con tin. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, đó là đề xuất mà Israel đã đồng ý và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện điều đó. Bất chấp áp lực quốc tế, ông Netanyahu vẫn kiên quyết từ chối rút quân, khẳng định rằng sự hiện diện của Israel tại hành lang này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông mô tả hành lang này là oxy cho Hamas. Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelati và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã điện đàm để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại dải Gaza và tình hình căng thẳng ở bờ Tây. Tại Cairo, dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdelati và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập nêu bật sự cần thiết phải chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza và nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Ông khẳng định hòa bình, an ninh và ổn định sẽ không thể tồn tại được trong khu vực nếu không thành lập được nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đánh giá cao vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ trong tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, tù nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ đạt được trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha José Manuel Amares bên lề hội nghị về vấn đề Palestine và việc thực thi giải pháp hai nhà nước tại thủ đô Madrid, Ngoại trưởng Abdelati đã nhắc lại lập trường của Ai Cập kiên quyết phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Israel tại hành lang Philadelphia và cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine. Trong cuộc hội đàm, ông Abdelati đã chỉ trích việc cắt giảm tỷ lệ viện trợ nhân đạo vào giải Gaza, đặc biệt là khi Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí để chống lại người Palestine và từ chối mở các cửa khẩu. Ngoại trưởng Ai Cập cũng cho rằng sự hiện diện quân sự của Israel tại các khu vực này phục vụ cho mục đích chính trị, tức là ngăn chặn chính quyền hợp pháp của Palestine, giành lại quyền kiểm soát ở Gaza và phá vỡ các nỗ lực hòa giải do Ai Cập, Qatar và Mỹ tiến hành để đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ông Abdelati đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt tình trạng thù địch, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo hoạt động chuyển hàng viện trợ nhanh chóng và không bị cản trở vào Gaza. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng ca ngợi việc Tây Ban Nha, Na Uy, Ireland và Slovenia gần đây công nhận nhà nước Palestine, đánh giá bước đi này là đóng góp đầy ý nghĩa cho sứ mệnh bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân Palestine. Ai Cập hy vọng nhiều quốc gia khác sẽ nói theo, bởi vì lập trường công nhận nhà nước Palestine đóng vai trò rất quan trọng để đạt được mục tiêu hòa bình ở Trung Đông. Ngoại trưởng Abdelati tuyên bố việc công nhận nhà nước Palestine và trao cho Palestine tư cách thành viên đầy đủ tại Liên Hợp Quốc là những biện pháp thiết yếu, vừa đáp ứng được quyền của người Palestine, vừa là nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã viết một bức thư hiếm hoi gửi cho thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, trong đó ông tái khẳng định cam kết chống lại Israel và ủng hộ liên minh các chiến binh khu vực có tên gọi là trục kháng chiến. Theo lực lượng Hezbollah tại Liban, thủ lĩnh Sinwar, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, được cho là đang ẩn náu giữa hệ thống đường hầm ngầm ở Gaza, đã nói với thủ lĩnh Hezbollah rằng nhóm này cam kết theo con đường kháng chiến mà người tiền nhiệm đã bị sát hại là Ismail Haniyeh đã đi trước đó và sự thống nhất của Ummah, tức cộng đồng Hồi giáo. Hezbollah đã công bố bức thư này trên kênh Telegram của Hezbollah. Trong thư, ông Sinwar cảm ơn lực lượng phong trào tại Liban về cuộc xung đột đang diễn ra ở biên giới với Israel từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, chỉ một ngày sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel. Là một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất đối với Israel, thủ lĩnh Sinwar chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra. Sau gần một năm im lặng, ông Sinwar đã đưa ra tuyên bố đầu tiên. Chúc mừng Tổng thống Algeria Abdelmajid Tebboune đắc cử trong cuộc bầu cử. Tiếp đó, văn phòng của ông cho biết ông đã viết thư cảm ơn những người đã chia buồn về cái chết của cựu thủ lĩnh Haniyeh. Theo đài truyền hình CNN, vẫn chưa thể xác minh liệu ông Sinwar có thực sự là tác giả của những bức thư đó hay không. Trong một bình luận, chuyên gia phân tích tình hình Gaza, Muhammad Sehada nhận định có thể ông ấy muốn chứng tỏ mình vẫn ở đây, vẫn còn sống và nắm quyền chỉ huy. Ông ấy muốn chứng tỏ bản thân liên tục cập nhật và biết mọi thứ đang diễn ra bên ngoài Gaza. Ông ấy muốn chứng tỏ mình có thể hoạt động trên nhiều mặt trận trong nước, chiến trường ở Gaza và mặt trận ngoại giao, hòa giải. Theo ông Sehada, đối tượng mục tiêu của những lá thư mà ông Sinwar viết chủ yếu là Israel, khi thủ lĩnh Hamas muốn chứng minh, mặc dù đã có những nỗ lực tìm kiếm, song ông vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không bị cản trở. Bên cạnh đó, một mục tiêu khác là Hamas, những người hoài nghi ngay trong nội bộ của nhóm, hoặc thậm chí là các bên hòa giải như Qatar, Mỹ và Ai Cập. Hồi tháng 7, ông Sinwar được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của Hamas sau khi ông Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Ông được coi là người có quan điểm cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong các mối quan hệ với Israel và ủng hộ hợp tác và quan hệ chặt chẽ hơn với Iran, cũng như các nhóm Hồi giáo đồng minh như Hezbollah. Chuyên gia Sehada cho biết, ông Sinwar là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hezbollah và Iran và làm sâu sắc thêm liên minh với trục kháng chiến. Chuyên gia Sehada nói, ông ấy được coi là người thực tế trong phong trào, nhưng đồng thời cũng rất khó đoán và bốc đồng. Trong bức thư gửi thủ lĩnh Nasrallah, ông Sinwar cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo, đặc biệt là nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Ông Sinwar nhấn mạnh, cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một trong những trận chiến danh dự nhất trong lịch sử của người dân Palestine. Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về những thách thức trong nỗ lực tái thiết nền kinh tế trên dải Gaza hậu xung đột. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ghi nhận lên tới 80% doanh nghiệp ở Gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự trên dải đất ven biển Địa Trung Hải này. Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD nhấn mạnh đến quy mô tàn phá kinh tế kinh hoàng cùng sự suy giảm chưa từng có trong hoạt động kinh tế, vượt xa tác động của tất cả các cuộc đối đầu quân sự trước đây vào năm 2008, 2012, 2014 và 2021. Áp lực lạm phát kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm mạnh đã khiến các hộ gia đình người Palestine trở nên nghèo đói nghiêm trọng. quy mô của nền kinh tế sụt giảm mạnh xuống mức chỉ còn chưa đầy 1/6 quy mô của nền kinh tế trước khi xảy ra cuộc xung đột. Báo cáo cũng mô tả sự suy thoái kinh tế nhanh chóng và đáng báo động ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, nơi chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng kể từ khi xung đột xảy ra. Ông Pedro Manuel Monero, Phó Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, UNCTAD, tác giả của báo cáo nêu rõ, nền kinh tế Palestine đang lao dốc không phanh. GDP của Gaza đã giảm tới 81%, đáng báo động chỉ riêng trong quý cuối cùng của năm 2023. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm 22% GDP trong cả năm. Tại Gaza, 2/3 số việc làm trước chiến sự, tương đương khoảng 200.000 việc làm, đã bị mất vào tháng 1 năm 2024. Tại bờ Tây, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 12,9% trước cuộc xung đột lên mức đáng kinh ngạc là 32%. Báo cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn tình trạng suy thoái kinh tế, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và đặt nền tảng cho hòa bình và phát triển lâu dài. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người giảm 4,5%, cho thấy mức sống và thu nhập hộ gia đình giảm đáng kể. Tình hình thị trường lao động ở bờ Tây cũng xấu đi đáng kể, với 96% doanh nghiệp báo cáo hoạt động giảm và 42,1% cắt giảm lực lượng lao động. Những mất mát về vấn đề việc làm đã dẫn đến ước tính mất thu nhập lao động hàng ngày ở mức 25,5 triệu đô la Mỹ, làm xói mòn nghiêm trọng khả năng phục hồi kinh tế của các hộ gia đình Palestine. Ngoài tình trạng suy thoái kinh tế do xung đột gây ra, hoạt động viện trợ quốc tế bị cắt giảm và việc Israel kiểm soát tiền thuế thu hộ Palestine cũng làm gia tăng khó khăn cho các hoạt động kinh tế. Nỗ lực ổn định tài chính của chính quyền Palestine đang chịu áp lực rất lớn, đe dọa tới khả năng hoạt động hiệu quả cũng như cung ứng các dịch vụ thiết yếu. Đưa ra phân tích toàn diện về những thách thức kinh tế nghiêm trọng đang nổi lên, báo cáo một lần nữa kêu gọi sự can thiệp ngay lập tức của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn sự sụt giảm kinh tế, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng như đặt nền tảng cho hòa bình và phát triển lâu dài. Điều này bao gồm việc xem xét một kế hoạch phục hồi toàn diện cho vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, tăng viện trợ và hỗ trợ quốc tế cũng như dỡ bỏ lệnh phong tỏa giải Gaza. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên nhiều mặt trận. Trong đó, chiến trường miền đông Ukraine vẫn là tâm điểm giao tranh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, các lực lượng Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí dẫn đường chính xác và UAV tấn công nhắm vào Ukraine. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ sản xuất, 30 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, lượng lớn rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 433 UAV của đối phương. Các đòn tấn công của Nga đã phá hủy hàng loạt mục tiêu sau: các cơ sở dầu mỏ và năng lượng được sử dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân Ukraine, xưởng sản xuất thuốc súng và linh kiện tên lửa, khu vực lắp ráp UAV, kho vũ khí đạn dược và hậu cần, cụm nhân lực Ukraine và các căn cứ đồn trú của lính đánh thuê nước ngoài. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga tiếp tục tiến vào hàng phòng ngự của đối phương, gây thiệt hại đáng kể cho 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xung kích, 1 lữ đoàn di động, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov của Ukraine. Nhóm này còn đẩy lùi 17 cuộc phản công do các đơn vị xung kích của Ukraine tiến hành trong tuần qua. Tổn thất của Ukraine lên tới hơn 3.620 binh sĩ thương vong, 2 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 4 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 44 xe cơ giới quân sự. Nhóm tác chiến trung tâm của Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Novogorodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka và Dolinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Nhóm này loại 3.670 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, phá hủy 2 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 22 xe cơ giới và 42 pháo dã chiến. Nhóm tác chiến Donetsk của Nga trong tuần qua gây thương vong 490 binh sĩ Ukraine. Nhóm này còn phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 50 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo phản lực bắn loạt và 9 khẩu pháo dã chiến. Trong khi nhóm tác chiến phía Nam gây khoảng 4.840 thương vong cho các đơn vị Ukraine trong tuần qua, nhóm này cũng phá hủy loạt khí tài hạng nặng của Kiev, gồm 9 xe chiến đấu bọc thép, 81 xe cơ giới và 59 khẩu pháo dã chiến. Nhóm tác chiến phía Đông giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn và gây thương vong cho khoảng 820 binh sĩ Ukraine trong tuần qua. Riêng ngày 13 tháng 9, nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại cho hơn 20 lữ đoàn Ukraine, chẳng hạn như các lữ đoàn cơ giới số 22 và 44, các lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95 tại Kursk. Trong ngày qua, phía Ukraine chịu tới hơn 370 binh sĩ thương vong cùng nhiều tổn thất lớn về khí tài quân sự. Tổng cộng, 7 nhóm tác chiến của Nga hạ 14.000 lính Ukraine trong tuần qua. Trước hàng loạt đòn tấn công của Nga, Kiev đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và phương Tây cho phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga, đặc biệt là khi quân đội Nga di chuyển vũ khí có giá trị cao, ví dụ như máy bay quân sự và các trung tâm chỉ huy ra xa tiền tuyến. Ukraine muốn sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ một cách linh hoạt hơn nhằm tấn công các sân bay và mục tiêu quân sự của Nga nằm cách xa tiền tuyến. Tuy nhiên, mới đây, Washington khẳng định chưa thay đổi quan điểm cấm Kiev dùng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thông báo, chưa có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi về cung cấp năng lực tấn công tầm xa để Ukraine sử dụng trong lãnh thổ Nga. Đừng kỳ vọng có thông báo quan trọng nào về vấn đề này. Phát ngôn viên Kirby nhấn mạnh, Nhà Trắng quan tâm nghiêm túc đến cảnh báo của Tổng thống Nga Putin về kịch bản phương Tây gỡ bỏ rào cản vũ khí cho Ukraine, dù cho rằng đây không phải là quan điểm mới. Các lực lượng Nga đang nhắm vào trung tâm hậu cần của Ukraine là Pokrovsk và cố gắng chiếm thành phố Chasiv Yar, nằm trên các ngọn đồi cao, cách Bakhmut, thành phố mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía Tây. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở phía đông. Nga đã liên tục tiến về Pokrovsk. Quân đội nước này chỉ còn cách thành phố vài km. Pokrovsk có diện tích lớn hơn Avdiivka, thành phố lớn của Ukraine đã bị thất thủ. Kiev đang chiến đấu để giành lại thành phố này, mặc dù bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Trong mùa hè này, cả Nga và Ukraine đã dành nhiều nguồn lực quân sự để chiếm giữ các phần lãnh thổ của đối phương. Chiến dịch đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã khiến Moscow bất ngờ, trong khi giúp Kiev có thêm ưu thế trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng trên các chiến trường chính ở phía đông Ukraine, Nga vẫn chiếm ưu thế. Ở đó, Nga đang nhắm tới hai mục tiêu chính sẽ mang lại cho lực lượng của họ lợi thế đáng kể là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở phía đông, và Chasiv Yar, một cao điểm trong khu vực. Nga cũng đã nối lại các cuộc tấn công vào các thành phố Toretsk, Kurakhove và Vuleda nhằm tận dụng kẽ hở trong tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine. Cả hai bên đều đang nỗ lực giành ưu thế trước tháng 11 năm 2024 khi thời tiết trở lạnh và mưa tuyết khiến các tuyến đường trở nên khó đi lại hơn. Đây cũng là thời điểm Mỹ, quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất đối với Ukraine, sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc tiến công lớn nhất của Nga vào mùa hè này là vào thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Ukraine ở phía đông. Quân đội Ukraine cho biết nỗ lực phòng thủ của họ đã bị cản trở do không đủ đạn pháo và thiếu binh sĩ có năng lực chiến đấu tốt. Tuy nhiên, họ đang khiến quân đội Nga phải trả giá đắt cho những bước tiến mà Moscow đạt được bằng cách liên tục điều động các nhóm bộ binh nhỏ tấn công. Ngoài Pokrovsk, Chasiv Yar cũng là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi chiếm được Bakhmut vào năm 2023, sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến Chasiv Yar. Nếu thiết lập được những vị trí trên cao tại thành phố này, Nga sẽ dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng đang chiến đấu để giành thành phố Toretsk, nằm ở rìa phía tây của một dãy núi. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía tây của Chasiv Yar. Ukraine đã điều động bộ binh Án ngữ trong các tòa nhà ở phía bờ tây của kênh đào, nhưng các đơn vị của Nga đã đột kích qua kênh đào vào tháng 8 năm 2024, khiến lực lượng Ukraine bị đe dọa. Nga cũng thiết lập các vị trí để sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ tấn công các phương tiện của Ukraine tiến vào thành phố, khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi muốn đưa quân tiếp tế vào bên trong. Anatoly Even, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Quincy, trụ sở Washington, Mỹ cho rằng, dù Ukraine đang đạt được một số bước tiến trong chiến dịch tấn công Kursk, cán cân lợi thế vẫn nghiêng về phía Nga ở chiến trường miền đông. Ông Anatoly Even lưu ý, một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là buộc Nga rút bớt quân khỏi miền đông Ukraine, nơi họ đang tấn công dữ dội, và điều này dường như chưa xảy ra. Trong khi đó, có những báo cáo cho rằng Ukraine có thể đã chuyển hướng nhiều lực lượng tinh nhuệ ra khỏi tiền tuyến phía đông đến chiến đấu tại Kursk. Đây sẽ là một sai lầm khá nghiêm trọng. Giáo sư Gramegiu của Đại học Sydney, một chuyên gia về chính trị Nga cho rằng chiến dịch của Ukraine tấn công Kursk khó có khả năng bền vững. Nếu Nga phản công một cách mạnh mẽ và quyết liệt, Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức khi muốn bắt kịp quân số, số lượng máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Ông Giu nhấn mạnh, quân đội Nga vẫn đông hơn và mạnh hơn Ukraine. Khi Nga dốc toàn lực thể hiện sức mạnh này, Ukraine sẽ không thể duy trì chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Bộ Năng lượng Ukraine vừa qua thông báo, các cơ sở năng lượng dân sự tại 6 tỉnh Donetsk, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, Odessa, Sumy và Kharkov đã bị Nga tấn công trong 24 giờ qua. Đòn đánh nhằm vào tỉnh Donetsk khiến đường dây điện ở đây bị hư hại và làm một số trạm biến áp, hộ gia đình và cơ sở khai thác mỏ mất điện. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, 277 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Tất cả đã được đưa lên mặt đất an toàn. Điện sau đó đã được khôi phục. Một cơ sở hạ tầng công nghiệp ở tỉnh Ivano-Frankivsk đã bị hư hại do trùng máy bay không người lái UAV tự sát của Nga. Đòn tấn công đã làm bùng phát hỏa hoạn và khiến các hộ dân xung quanh mất điện, song sự cố đã được khắc phục. Tình trạng mất điện cục bộ cũng xảy ra ở tỉnh Odessa sau khi một đường dây điện ngừng hoạt động do vụ tấn công của Nga. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố Nga đã phóng tổng cộng 26 UAV dạng Shahed nhằm vào lãnh thổ nước này. 24 trong số đó đã bị phòng không Ukraine bắn hạ trên bầu trời các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Kherson, Khmelnytsky và Ivano-Frankivsk. Các cuộc tấn công của Nga tiếp tục ảnh hưởng đến năng lực sản xuất điện của Ukraine, khiến nước này phải phụ thuộc rất nhiều vào 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và điện nhập khẩu từ các nước Liên minh châu Âu. Thủ tướng Ukraine Denis Mishustin phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, khả năng phục hồi điện là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta trong năm nay. Chúng ta đã vượt qua thành công 2 mùa đông rưỡi và sẽ tiếp tục vượt qua mùa đông thứ 3 khó khăn tương tự, nếu không muốn nói là khó khăn nhất. Ông Mishustin cho biết, chính phủ Ukraine được các nước châu Âu hỗ trợ đang khẩn trương phát triển các sáng kiến phân cấp sản xuất điện, bao gồm mở rộng công suất điện tái tạo, một bước tiến được các nhóm bảo vệ môi trường hoan nghênh. Theo ông Eric Green, một học giả tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết, kể từ đầu năm nay, Nga liên tiếp tập kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và điều này làm dấy lên viễn cảnh về một cuộc di cư hàng loạt của người Ukraine chạy khỏi những ngôi nhà không có hệ thống sưởi ấm trong những tháng tới. Mặc dù chiến dịch đột kích tỉnh Kursk đã gây bất ngờ, nhưng phương Tây ngày càng lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trong thời gian dài. Một số quan chức cho rằng Kiev sẽ phải hối hận sau 6 đến 8 tuần nữa. Andrew West, phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết, các nước phương Tây chắc chắn lo ngại về khả năng chống chọi của Ukraine trước cuộc tấn công quy mô lớn toàn diện của Nga. Mặt khác, theo ông West, khả năng của phương Tây trong việc thúc đẩy Ukraine nhượng bộ những điều kiện mà Kiev không thể chấp nhận cũng chỉ có giới hạn. Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Ivan Kubrakov cho biết một cuộc tập trận quân sự đã được tổ chức tại vùng Brest, nằm giáp biên giới Ukraine và Ba Lan, xuất phát từ những diễn biến ở vùng Kursk của Nga. Theo ông Kubrakov, nội dung cuộc tập trận là các hoạt động chiến đấu và thực hành chống lại các nhóm phá hoại. Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời ông Kubrakov, mục đích chính là đảm bảo an toàn cho người dân bằng cách ngăn chặn phiến quân xâm phạm các khu định cư. Các đối tượng cần bị loại bỏ trước khi tiến đến Brest. Ông Piotr Pakhomchik, Chủ tịch Ủy ban điều hành khu vực Brest cũng cho biết, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho người dân trước khả năng những nhóm vũ trang từ các nước láng giềng tấn công. Trong khi đó, cuộc tấn công Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Còn Nga đang tranh thủ cơ hội đạt được những bước tiến lớn ở Donbass. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW tại Mỹ, các lực lượng Nga đã bắt đầu phát động phản công ở Kursk nhằm giành lại quyền kiểm soát những khu vực bị Ukraine chiếm đóng. Song ISW cho rằng còn quá sớm để đưa ra những kết luận về hiệu quả từ các cuộc phản công mới của Nga. Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ không ngồi yên nếu phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa, tấn công lãnh thổ chính của nước này. Ông Putin nêu cảnh báo, đây không phải là chuyện có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí tầm xa hay không. Đây là việc các quốc gia NATO có quyết định liệu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột quân sự hay không. Hãng tin Reuters bình luận, đây là phát ngôn cứng rắn nhất của ông Putin đối với phương Tây. Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh, nếu quyết định trên được đưa ra, nó đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đây sẽ là sự tham gia trực tiếp của họ. Và tất nhiên, điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất cuộc xung đột. Trước tình huống đó, Nga sẽ buộc phải đưa ra những biện pháp phù hợp với các mối đe dọa mới. Tổng thống Putin không nêu rõ những biện pháp đó có thể là gì, nhưng trước đây, ông đã nói về phương án trang bị vũ khí cho những kẻ thù của phương Tây để tổn hại lợi ích của các nước này ở nước ngoài. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho hay, Kiev đã phá hủy nhiều mục tiêu ở Nga bằng các loại máy bay không người lái UAV, mà đặc biệt là UAV Bomber. ABC Ukraine dẫn lời cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay A-50, tiêm kích Su-57 và cả radar Voronezh, điểm chung của chúng là đều bị UAV Bomber tấn công. Cũng theo cơ quan này, UAV cảm tử UG-26 Bomber đã được các binh sĩ thuộc cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu ở Nga trong hơn một năm qua. Bomber, hay còn gọi là Beaver, là UAV tầm xa, có phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km và tải trọng là 20 kg. UAV Bomber được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau, như tấn công các mục tiêu quan trọng phía sau phòng tuyến của đối phương, trinh sát, chỉ điểm cho hỏa lực pháo binh và tập kích các mục tiêu trên mặt đất. Bomber là một phần của thế hệ UAV mới do Ukraine phát triển nhằm tăng cường năng lực đối phó với quân đội Nga trong quá trình xung đột. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, UAV đã chứng minh là vũ khí quan trọng được hai bên sử dụng ngày càng nhiều. Trong đó, Kiev đã tăng tốc triển khai các cuộc tấn công bằng UAV sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023. Để chống lại các cuộc tấn công từ UAV của đối phương, Nga cũng đã sớm phát triển Stupor, một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc. Ông Vladislav Kustarev, giám đốc công ty phát triển LLC Stupor cho biết, hệ thống Stupor dựa trên các hệ thống phát triển cảnh báo bổ sung, chẳng hạn như trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm phát hiện UAV bằng quang học và thiết bị đối phó UAV. Ông Kustarev giải thích rằng các nhà phát triển Stupor đã kết hợp các thiết bị hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau vào hệ thống này với sự hỗ trợ từ phần mềm của riêng họ, giúp đạt được độ tin cậy cao hơn và giảm thiểu cảnh báo sai. Phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo cho phép Stupor hoạt động mà không cần sự trợ giúp của nhà cung cấp hệ thống. Dữ liệu từ hệ thống có thể được tải trực tiếp về điện thoại. Ngoài ra, Stupor có khả năng tích hợp các thiết bị của các nhà sản xuất khác vào hệ thống. Ông Kustarev lưu ý rằng, việc sử dụng các hệ thống này ở thời điểm hiện tại là phù hợp bởi trên thực tế, Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và không phải lúc nào cũng nên đối phó với chúng bằng hệ thống phòng không. Tiếp đó, Nga còn tiếp tục phát triển thành công hệ thống chống UAV RAD. RAD là hệ thống di động đa năng chống máy bay không người lái UAV chuyên dụng, có thể hoạt động trong mọi điều kiện chiến đấu, kể cả khi di chuyển trên địa hình gồ ghề. Hệ thống này do công ty Rus Electronics thuộc tập đoàn Rostec của Nga phát triển, được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quan trọng, cả cố định và di động, trước sự xâm nhập trái phép của UAV. Theo nhà sản xuất, tổ hợp RAD có thể phát hiện UAV ở khoảng cách lên tới 4 km, thực hiện chế áp mục tiêu UAV trong bán kính khoảng 1,5 km bằng cách chặn các kênh liên lạc và định vị vệ tinh của UAV hoặc phá hủy chúng bằng cách sử dụng bức xạ laser định hướng hay pháo tự động 30 mm. Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) tuyên bố đặc nhiệm trực thuộc cơ quan này đã bắn rơi tiêm kích hạng nặng Su-30SM của Không quân Hải quân Nga trong chiến dịch tấn công giàn khoan dầu trên Biển Đen, song không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng. GUR công bố video từ máy bay không người lái UAV trinh sát cho thấy phi cơ có hình dáng giống tiêm kích Su-30SM đang quần thảo trên bầu trời. Trong cảnh quay sau đó, một nguồn nhiệt lớn bay ngang qua UAV kèm theo vệt khói phía sau. Tuy nhiên, video không ghi lại cảnh máy bay trúng tên lửa. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này trước đó công bố thông tin Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát giàn khoan Crimea ở Biển Đen. Chưa có bằng chứng cho thấy thông tin phía Nga công bố và việc Su-30SM bị Ukraine bắn rơi có liên quan tới nhau. Su-30SM là phiên bản mới nhất của chiến đấu cơ Su-30, trang bị 2 động cơ và có 2 chỗ ngồi do tập đoàn Sukhoi của Nga sản xuất. Tốc độ tối đa của máy bay là 2.100 km/h và phạm vi hoạt động là 3.000 km. Các bộ phận chính của máy bay chiến đấu Su-30SM như radar, động cơ và hệ thống tác chiến điện tử được hợp nhất với các bộ phận của máy bay chiến đấu Su-35S, giúp Su-30SM tăng đáng kể các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật. Vũ khí của máy bay chiến đấu Su-30SM là súng tự động GSH-301 30 mm với cơ số đạn 150 viên. Ngoài ra, tiêm kích này cũng có khả năng mang tới 10 giá treo vũ khí, bao gồm tên lửa dẫn đường tầm trung, tên lửa hành trình chống hạm và bom dẫn đường UMPK. Su-30SM còn có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền và trên biển, cũng có thể thực hiện các sứ mệnh chống tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Sức mạnh của máy bay được đánh giá là tiệm cận với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, chỉ thua đôi chút so với Su-35 phiên bản đời đầu, trong khi có giá cả dễ chịu hơn. Không quân Hải quân Nga nhiều lần điều động tiêm kích Su-30SM MiG-29K đánh chặn xuồng cao tốc chở lính đặc nhiệm và xuồng cảm tử không người lái Ukraine triển khai trên Biển Đen. Các máy bay Nga thường hoạt động gần mặt biển và sử dụng pháo tự động 30 mm để công kích mục tiêu. Phương án được đánh giá là phù hợp để đối phó với xuồng cỡ nhỏ trên biển, nhưng điều này cũng khiến chúng dễ tổn thương bởi manpass của đối phương. Nga kiểm soát các giàn khoan trên Biển Đen sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014, động thái bị Ukraine và nhiều bên phản đối. Giới chuyên gia phương Tây nhận định các công trình này có thể phục vụ cho quân đội Nga, trong đó có hoạt động giám sát, liên lạc và phòng không. Defense Express cho biết Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng đặc nhiệm của nước này bắn hạ máy bay chiến đấu Su-30 SM của Nga bằng hệ thống phòng không vác vai trong một chiến dịch ở Biển Đen. Chiếc máy bay này thuộc Trung đoàn Không quân Hải quân Độc lập số 43 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đồn trú tại bán đảo Crimea. Theo cơ quan này, quân đội Nga mất liên lạc với máy bay chiến đấu Su-30 SM. Khoảng 3 giờ sau đó, Nga tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, có sự tham gia của máy bay AN-26, trực thăng Mi-8 và K-27. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ Nga phát hiện một vệt nhiên liệu máy bay trên biển, cách mũi Takhankut 70 km về phía Tây Bắc. Sau đó, lực lượng cứu hộ Nga phát hiện xác máy bay Su-30 SM bị bắn rơi. Theo các nhà quan sát quân sự, đoạn video của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho thấy cảnh quay từ camera của máy bay không người lái UAV trinh sát và tấn công Bayraktar TB2. Kể từ khi xảy ra xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022, UAV Bayraktar TB2 đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, sự hiện diện của máy bay này trên mặt trận dần biến mất. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Đại tá Volodymyr Valius, một chỉ huy thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR cho biết, chính quyền Ukraine đã quyết định hạn chế sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất bởi hoạt động của chúng ngày càng hạn chế trước hệ thống phòng không tinh vi của Nga. Ông Valius nói rõ rằng mặc dù Bayraktar TB2 vẫn được sử dụng, nhưng tần suất triển khai và vai trò của loại UAV này đã thay đổi. Thời điểm đó, một phi công lái máy bay không người lái Ukraine đã nói rằng quân đội Ukraine dường như đang tụt lại trong cuộc đối đầu máy bay không người lái. Theo người này, hệ thống tác chiến điện tử của Nga là một trong những mối đe dọa đối với UAV Ukraine. Một tạp chí quân sự cũng lưu ý, quân đội Nga đang mua hàng trăm máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV và huấn luyện quân đội chính quy sử dụng. Trong khi đó, lực lượng Ukraine chủ yếu vẫn dựa vào sự quyên góp để mua FPV và để các tình nguyện viên vận hành chúng. Bên cạnh đó, quân đội Nga tích cực sử dụng các máy bay không người lái tối tân như Lancet đã khiến Ukraine ngày càng khó khăn hơn trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ của Moscow trong cuộc phản công. Kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga thường xuyên sử dụng vũ khí tầm xa do Nga sản xuất để bắn phá các mục tiêu tại Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Ukraine về cơ bản vẫn chưa thể đáp trả bằng vũ khí tầm xa do Ukraine tự chế. Thêm nữa, những tên lửa phương Tây viện trợ cho Ukraine có giới hạn về tầm bắn và mức độ triển khai liên quan đến lãnh thổ Nga. Để cải thiện năng lực phòng thủ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ bên ngoài, Ukraine đang nỗ lực tiến hành chương trình tên lửa của riêng mình. Chasiv Yar, tổng giám đốc hãng truyền thông Ukraine Defense Express, nói với đài Đức DW rằng Ukraine đã đạt được một số thành tựu trong chương trình tên lửa của mình những năm gần đây. Ông nói, ví dụ, loạt vũ khí chống tăng như Stugna và Corsair đang được sản xuất hàng loạt, hay như tên lửa chống hạm R-360 Neptune. Sản phẩm này do công ty Cục Thiết kế Kiev Lux phát triển đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine từ năm 2020, tương tự như hệ thống tên lửa ven biển RK-360MC được thiết kế để phát hiện và phá hủy các tàu đối phương thuộc các lớp tàu khác nhau. Một quả tên lửa Neptune mang đầu đạn 150 kg và có tầm bắn lên tới 300 km. Năm 2023, rộ lên thông tin các nhà thiết kế Ukraine đã chỉnh sửa tên lửa Neptune thành phiên bản có khả năng đánh trúng cả chiến hạm lẫn mục tiêu trên bộ. Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Trang Quốc phòng Washington của Mỹ rằng vũ khí mới này có hệ thống dẫn đường mới nhưng vẫn được phóng từ cùng loại bệ phóng dùng cho phiên bản săn hạm. Quan chức này tiết lộ thêm rằng tên lửa Neptune chỉnh sửa có tầm bắn khoảng 400 km và một đầu đạn 350 kg, nặng gấp hơn 2 lần phiên bản săn hạm. Theo thông tin từ truyền thông, Ukraine cũng đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-200 để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga năm ngoái, năm 2023. Các tên lửa này đã được chỉnh sửa để có thể tấn công các mục tiêu trên bộ. Kiev chưa chính thức xác nhận điều này, nhưng một đại diện của chính phủ Ukraine có nói với kênh BBC Ukraine rằng công việc đó đang diễn ra. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi phải tìm ra lối thoát. Chúng tôi đã tìm thấy giải pháp với S-200 và dường như giải pháp này vận hành trơn tru cho tới nay. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng tận dụng các UAV trinh sát Tu-141 Strike đã được hiện đại hóa. Những UAV này có động cơ turbo với tốc độ có thể lên tới khoảng 1.000 km/h, giúp chúng lao nhanh như những quả đạn. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, những UAV này đã gây hư hỏng cho các máy bay ném bom tầm xa Tu-95 ở Angel vào năm 2023. Cuối tháng 8 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca tụng vụ thử thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ukraine tự phát triển. Ông nhấn mạnh, Ukraine cuối cùng cần phải đạt được mức độ độc lập cao nhất về quốc phòng. Tuy nhiên, ông không nói rõ đó là loại tên lửa gì. Trước đó, người ta có biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine phát triển một tên lửa đạn đạo kể từ năm 2006. Đây là tên lửa tầm ngắn mang tên Sapsan với phần thân có đường kính 0,9 m và tầm bắn là 500 km. Tên lửa này còn được biết đến với cái tên xuất khẩu là Hrim-2. Ukraine được cho là đã sản xuất Hrim-2 đường kính 0,6 m với tầm bắn 280 km để xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út. Từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Nga, Ukraine không còn bình luận công khai về việc phát triển Sapsan, mặc dù Nga thường xuyên tuyên bố đã bắn hạ những quả Hrim-2 của Ukraine. Frank Ledwidge, nhà phân tích quân sự Anh, đồng thời là cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh, nói với DVK, Ukraine chắc chắn có khả năng sản xuất đủ lượng rocket cần thiết cho cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Quý vị không thể đánh giá thấp Ukraine về khía cạnh công nghệ này. Trước xung đột, họ đã chắc chắn nằm trong top 10 cường quốc không gian hàng đầu của thế giới, bởi vì họ có kiến thức chuyên môn về chế tạo tên lửa và những thứ tương tự. Để minh họa, có thể nêu một loạt rocket yêu thích của tỷ phú Elon Musk là Zenith được chế tạo tại Ukraine. Mỹ lo sợ trước những thành công của quân đội Nga trên chiến trường nên muốn cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa và sâu trong lãnh thổ Nga. Nhận định trên là của tiến sĩ Jim Beth Doctorow thuộc Đại học Columbia, một chuyên gia về Nga và quan hệ quốc tế, cho biết trên kênh YouTube Ukraine Freedom. Ông Doctorow nói, lập trường ban đầu của Mỹ và lý do thay đổi của nước này có liên quan đến những thành công của quân đội Nga trên tiền tuyến ở Donbass. Ông lưu ý, trong tháng này, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các căn cứ nơi các chuyên gia của lực lượng vũ trang Ukraine được huấn luyện. Theo ông, cuộc tấn công vào Poltava khiến hàng chục binh sĩ Ukraine thiệt mạng là phản ứng của Nga trước các bước đi thách thức của Washington. Tiến sĩ Doctorow nói thêm, chúng ta đang tiến lên những nấc thang căng thẳng, nhưng điều này không liên quan nhiều đến những gì Tổng thống Zelensky muốn đạt được vì lợi ích của đất nước. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, vấn đề cho phép chính quyền Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga vẫn đang được giải quyết. Chính quyền Mỹ vẫn còn nhiều do dự, đặc biệt chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ để tấn công Nga. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, không có loại vũ khí nào một mình có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột và Ukraine cần sử dụng các loại vũ khí đang có để kết hợp tấn công. Giới tình báo Mỹ cũng cảnh báo Nga có thể đáp trả Mỹ bằng nhiều cách, từ gia tăng căng thẳng xung đột cho đến việc hỗ trợ Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua nhấn mạnh các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga phải được dỡ bỏ. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo rằng Mỹ và Anh có thể sớm thay đổi chính sách cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Nếu phương Tây có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế chỉ trong phạm vi mà Nga thích nghi, thì đây chỉ là một quyết định hoàn toàn mang tính chính trị nhằm giảm bớt áp lực từ các đồng minh. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng ông muốn các đồng minh cho phép tấn công tầm xa bằng vũ khí phương Tây như một chiến lược giành chiến thắng cho Ukraine, chứ không phải một chiến lược chính trị. Cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022. Hiện Nga kiểm soát hơn 18% lãnh thổ Ukraine. Trong ngày qua, lực lượng mặt đất của Nga được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Mikhailovka, Cherkasskaya Konopenka và Deshchatoye Oktyabrya. Quân đội Kiev cố gắng tiến về các làng Malaya Lukhnia, Korenevo, Kremyanoye và Martinovka nhưng cũng bị đẩy lùi, tuyên bố cho biết thêm. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu vực rừng rậm để truy tìm và loại bỏ các nhóm phá hoại của đối phương đang cố gắng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga vẫn đang tiếp diễn. Theo tuyên bố, quân đội, pháo binh và không quân Nga đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Ukraine tại hơn 10 địa điểm ở tỉnh Kursk. Các cuộc không kích và tên lửa cũng đã được thực hiện nhằm vào các khu tập trung quân sự và lính quân sự tư nhân nước ngoài tại tỉnh Sumy của Ukraine, nơi giáp ranh với Nga. Bên cạnh đó, nhà khoa học chính trị Nga Vadim Mingalev đã chỉ ra sự tổn thất nhanh chóng lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine ở vùng Kursk. Chuyên gia trên cho biết, khu vực Kursk giống như một cái bẫy đối với lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất của Ukraine. Theo Mingalev, không chỉ có các lữ đoàn đổ bộ đường không tấn công số 80 và 82 được đưa đến đó, mà còn có lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo, lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Ukraine và tất nhiên là cả lực lượng lính quân sự tư nhân tinh nhuệ nhất cũng có mặt. Chuyên gia cho biết đây là những lực lượng nghiêm túc được chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, họ đã bị rút khỏi mọi mặt trận, gồm Donbass, từ hướng Zaporizhia, từ hướng Kherson. Ông Mingalev lưu ý, hiện tại, Kiev buộc phải bịt lỗ hổng ở nhiều khu vực bằng lực lượng được huy động, những người được đào tạo kém. Điều này sẽ dẫn đến những tổn thất to lớn trong lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn còn đủ lực lượng dự bị, nhưng lực lượng này sẽ không đủ cho toàn bộ chiều dài của mặt trận. Liên quan đến tổn thất của Ukraine ở tỉnh Kursk, Thiếu tướng Avdiy Elodinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Phó trưởng ban quân sự chính trị của Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, phía Ukraine đã rút các lính quân sự tư nhân nước ngoài khỏi khu vực Kursk do họ đã hứng chịu những tổn thất nặng nề. Cầu Crimea đã xuống cấp về mặt kết cấu sau các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine. Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường cung cấp quan trọng cho lực lượng Nga và là tuyến đường bộ duy nhất nối Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018, 4 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Mới đây, Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ tổ chức Trung tâm Báo chí Điều tra của Anh cho biết Nga đang lắp đặt hàng rào kim loại gần cầu Kerch ở Crimea để bảo vệ các trụ cầu bê tông khỏi các cuộc tấn công của xuồng cảm tử và tàu lặn cảm tử của Ukraine. Chiều dài của những hàng rào này hiện là khoảng 600 mét. Ngoài ra, tổ chức trên cho hay Nga dường như đã triển khai các khối bê tông và các cấu trúc kim loại giống như răng rồng được hàn lại với nhau tại khu vực vùng biển gần cây cầu. Các hệ thống phòng không của Nga đã được phát hiện ở phía nam đảo Tuzla, bao gồm hệ thống phòng không tự hành Panzer S-1 được triển khai dưới cầu. Ngoài ra, ở phía bên kia của hòn đảo, Nga dường như triển khai một dãy các tấm phản xạ góc cạnh giúp tăng cường hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Các khối tứ diện kim loại này có khả năng đóng vai trò là mồi nhử cho tên lửa và vũ khí không người lái của Ukraine. Nga đồng thời triển khai khoảng 10 trạm quan sát, súng máy và vị trí phòng không dọc theo bờ phía nam của cầu Kerch, và chúng được phủ lưới ngụy trang. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022, Nga cáo buộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR đã 2 lần tiến hành tập kích cầu Crimea, nhưng chỉ phá hủy được một làn đường và Moscow sau đó đã nhanh chóng khắc phục để nối lại lưu thông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà chúng tôi rất mong muốn, khẳng định đây là mục tiêu quân sự hợp pháp. Phía Ukraine nhận định vũ khí của phương Tây sẽ giúp nước này đánh sập cầu Crimea nhanh hơn. Reuters đưa tin hồi cuối tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết xung đột với Nga sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Kiev cần phải ở một vị thế mạnh mẽ. Ngoài ra, ông dự định trình bày kế hoạch với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 ứng cử viên kế nhiệm. Tại thời điểm đó, ông Zelensky cho biết cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga kéo dài 3 tuần qua là một phần của kế hoạch này. Ngoài ra, kế hoạch nói trên cũng bao gồm các bước khác trên mặt trận kinh tế và ngoại giao. Trong cuộc họp chiến lược châu Âu Yalta (IES) vừa diễn ra, Tổng thống Zelensky một lần nữa nhấn mạnh có 2 cách để kết thúc xung đột: hoặc lực lượng Nga bị đẩy khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một tiến trình ngoại giao để đảm bảo việc Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Ông Zelensky nói, có một số cách để chấm dứt một cuộc giao tranh xâm nhập, chẳng hạn cuộc xung đột Nga-Ukraine. Quân đội đối phương bị đẩy lùi bằng vũ lực hoặc bằng ngoại giao theo cách mà đất nước bảo đảm được nền độc lập thực sự và được giải phóng khỏi sự chiếm đóng. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Kiev trên con đường giành chiến thắng trong với Nga. Ông nói trong cả 2 trường hợp, Ukraine phải mạnh mẽ, Mỹ có thể hỗ trợ điều đó. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng nếu Ukraine đột nhiên dùng vũ khí tầm xa phương Tây để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ buộc Nga phải di chuyển máy bay của mình ra xa hơn, hạn chế khả năng của Moscow trong việc tiếp cận tiền tuyến và thả bom lượn. Ukraine tin rằng việc có thể sử dụng những vũ khí tầm xa của phương Tây mà không có bất kỳ hạn chế nào sẽ giúp cuộc xung đột mau chóng kết thúc. Tuy nhiên, sự thay đổi chính sách như vậy vẫn khó có khả năng làm thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột, một phần vì Ukraine không sở hữu số lượng lớn vũ khí cần thiết để tạo ra sự khác biệt đáng kể. Cùng với đó là các rủi ro. Theo phân tích của báo The Times của nước Anh, mối nguy hiểm lớn nhất khi phương Tây thay đổi chính sách về vũ khí tầm xa là Moscow sẽ đáp trả và Tổng thống Putin có thể sẽ quyết định dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật bên trong lãnh thổ Ukraine, vốn được coi là lằn ranh đỏ đối với NATO. Không rõ NATO sẽ làm gì để phản ứng trong trường hợp đó khi nguy cơ xảy ra Thế chiến 3 sẽ ngày càng lớn hơn. Ngoài ra, có thể sẽ xảy ra một kịch bản đáng lo với Washington. Nga có thể sẽ cung cấp sự hỗ trợ, đặc biệt về mặt công nghệ, cho Iran và lực lượng ủy nhiệm của Tehran để tấn công các lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Hiện tại, khó biết được ông Putin sẽ có hành động gia tăng căng thẳng hay không và đáp trả tới mức nào nếu Mỹ và phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine. Sau cảnh báo của ông Putin, theo báo New York Times, ngay cả với Mỹ, việc đánh giá nên tin ông Putin bao nhiêu phần trăm cũng là nhiệm vụ khó khăn. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.